Màn hình cao cấp thương hiệu Skywood Coca đã chính thức có mặt tại thị trường Việt Nam do DSS phân phối. Đây là thương hiệu top 5 màn hình TV nổi tiếng có giá trị trên thế giới, top đầu thị trường châu Á-Thái Bình Dương trong nhiều năm liền. Và chúng tôi, DSS, nhà nhập khẩu và phân phối hàng đầu các sản phẩm thiết bị trong lĩnh vực IT, CCTV tại Việt Nam, với hơn 2.000 đại lý bán hàng trải dài khắp 64 tỉnh thành, sẽ mang đến cơ hội kinh doanh hấp dẫn. Hiện tại, DSS đang phân phối các mã sản phẩm màn hình Skywood đa dạng kích thước và mẫu mã như 21,5 inch, 23,8 inch, 27 inch, 49 inch. Các mã hàng trên đang có sẵn tại kho DSS trên toàn quốc và sẵn sàng giao tận tay đến quý đại lý khi đặt hàng. Khi vừa ra mắt, các mẫu màn hình Skywood Coca của DSS phân phối đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía người tiêu dùng và các đại lý bán hàng. Điển hình nhất là màn hình Skywood mã 24G1H, tần số quét 144Hz, kích thước màn hình 23,8 inch, đi kèm thiết kế với viên màn hình siêu mỏng mang đến phong cách hiện đại, chuẩn cho dân thiết kế 100% sRGB, sai lệch màu chỉ 0,95. Số lượng màu của 24G1H là 16,7 triệu màu cho màu sắc hiển thị sắc nét và chân thực nhất, thiết kế chống ánh sáng xanh và bảo vệ mắt. Chúng tôi, DSS, nhà phân phối độc quyền Skywood Coca tại Việt Nam, xin cam kết đến quý đại lý chính sách chiết khấu tốt, chính sách bảo vệ giá, chống phá giá mạnh mẽ, hỗ trợ bán hàng tuyệt đối, hỗ trợ marketing đa dạng, giao hàng toàn quốc, bảo hành chính hãng 1-1, chăm sóc tận tình, hotline tư vấn kỹ thuật xuyên suốt. Còn chần chờ gì nữa, liên hệ đặt hàng ngay cho chúng tôi, hotline miền Bắc 0913204683, hotline miền Nam 0917000575, hotline miền Trung 0948988112. DSS Skywood, công nghệ kiến tạo tương lai.